Ôi trời ơi, ôi trộm, ôi trời ơi. Trộm, trộm đâu, trộm, trộm, trộm. Giải quân. Ôi trời mẹ. Anh Sang khi nào mà tự dưng anh lại nằm ở đấy, làm tôi hết cả hồn, cứ tưởng trộm. Khổ quá đấy, con Sang không nằm ở đây thì chắc là con lên trên phòng con nằm chắc. Tự nhiên mẹ con nằm đây, mẹ lại bảo là trộm thế nào? Thì tại lúc đấy tôi đi chợ đây, làm gì có ai ở nhà, tự dưng về thấy có người nằm lù lù ở đây. Bà ơi, bà có tuổi rồi, bà đi đâu bà phải hết sức cẩn thận đấy nhá. Chứ con vào con thấy cổng mở này, cửa này không khóa này, con gọi ầm lên chả thấy bà đâu, thế con phải nằm đây chờ trong nhà cho bà đấy. Thì tôi chạy ra ngoài tí có sao đâu, nhưng mà sao tự dưng lại sang đây nằm đấy? Sao thế? Trời, con khổ lắm mẹ ơi. Ôi trời ơi, làm sao tự dưng lại khóc lóc? Vợ con nó đuổi con ra khỏi nhà. Tại sao nó lại đuổi? Mẹ biết rồi, mẹ còn hỏi. Ôi trời ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chứng nào tật nấy, cứ cờ bạc cho nó lắm vào. Ông các cụ nói cấm có sai, cờ bạc là giặc dày mà. Anh có thấy ai cờ bạc khá giả được không? Rồi bảo làm sao mà vợ anh nó trả thế? Khổ quá, mẹ phải nghe con nói, mẹ phải tin con. Thực ra là con đã thề với vợ con là con không cờ bạc một năm nay rồi. Nhưng mà chẳng qua là mấy năm gần đây, mà năm nay lại có đội tuyển Việt Nam đá bóng. Mẹ xem trận đấy đúng không? Mẹ thấy cái thằng trọng tài nó bắt nó có ức chế không? Nếu như quả đấy nha, con nói thật với mẹ, quả đấy mà chính vì không bắt penalty cho nên là các cầu thủ chúng ta bị ức chế về tâm lý, nó mới không thắng được. Còn nếu mà trận đấy mà thắng thì con nói thật với mẹ, con mua hai cái nhà này luôn chứ chả phải là một cái đâu. Thì anh mua đi, ai cấm anh mua? Trời ơi, số con nó đen, con kia con sắp đây rồi đấy mà đánh cái mỗi trận đấy rồi thì vợ con lại đuổi con ra khỏi nhà. Trời ơi, thế bây giờ anh muốn như nào đây? Bây giờ mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ nói với vợ con, thôi con về nhà, con thề là con sẽ không bao giờ con đánh cờ đánh bạc nữa. Nha mẹ nhé, mẹ giúp con đi mẹ. Khổ thân con vợ anh, tội đến nấu ruột với gia đình anh thôi, tam phen tứ phen rồi không chừa. Mẹ giúp con mẹ nhé. Mẹ giúp con đi, nếu mà mẹ không giúp nữa thì rồi luôn mẹ ơi. Mẹ sẽ mất đi một người con rể rất là yêu thương con gái của mẹ. Vợ con sẽ không có một người chồng luôn thương yêu hết mình ở bên cạnh chăm sóc lúc tuổi già. Rồi con không có những người cha chăm sóc rồi đó, nó đi học về mà ơi. Thôi được rồi, thôi đừng khóc lóc nữa, tôi mệt mỏi lắm. Mẹ giúp con mẹ nhé. Rồi. Mẹ giúp con. Mẹ giúp con đi. Lần này thành công con được về nhà ấy, con thề với mẹ là con hứa, con đảm bảo luôn là con sẽ tặng mẹ một món quà rất là giá trị để ghi dấu ấn kỷ niệm lần này. Món quà gì? Con sẽ tặng mẹ một bộ răng mới. Sao tự dưng tặng răng? Mẹ là có bộ răng dưới là răng giả còn gì nữa, mẹ thấy con quan tâm mẹ không? Biết là răng dưới giả, con tặng mẹ một bộ răng mới. Ai bảo với anh là răng tôi là răng giả? Cần gì ai bảo, con thừa biết mẹ cái hàm răng dưới này là răng giả. Tôi bảo là răng thật, răng tôi không phải là răng giả. Ủa, quà răng giả, bà sĩ diện, bà cãi với con làm gì? Dù sao con là con rể, mẹ phải chia sẻ với con, mẹ giấu con làm gì? Tôi thèm mà giấu anh. Thế không răng giả là răng gì? Bà được cho bà giấu làm gì? Răng tôi là răng thật. Thật, mà thật mắt gì? Đây này, đây này. Trả tin. Trả tin, mà tôi việc gì tôi phải thanh minh với anh. Răng người ta răng thật cứ bảo là răng giả. Con bảo là giả. À thôi bây giờ được rồi, anh cứ nói là giả gì. Vâng. Tôi với anh cá đi. Cá gì? Nào bây giờ anh có dám cá với tôi không? Nói chung là... Nào anh có dám cá với tôi không? Cá thì cá, con sợ gì? Nếu mà răng tôi ý mà là răng giả. Vâng. Thì anh phải mất cho tôi 2 triệu. Răng của mẹ, con bảo răng của mẹ là răng giả. Ừ thế nhưng mà răng tôi là răng thật, đúng không? Nếu mà răng tôi là răng thật đúng như tôi nói thì là anh phải bỏ cờ bạc. Còn nếu như răng tôi là răng giả gì, anh phải mất cho tôi 2 triệu. Ôi dồi, mẹ chơi khôn thế. Nếu răng là mẹ của mẹ là răng thật thì con thề với mẹ luôn nha, con chốt luôn kèo này. Nếu răng mẹ là răng thật nhá, con thề với mẹ, thề độc là con sẽ không bao giờ chơi cá độ bóng đá nữa. Được. Không cờ bạc nữa. Nhất trí. Còn nếu răng mẹ là răng giả nhá, mẹ phải mất cho con 1 triệu. Được, thôi chơi với anh. Nào. Thôi như thế này, con nói thật với mẹ, mẹ con thì mẹ con, tình cảm là tình cảm nhưng mà tiền bạc nó là phải song phẳng. Đấy, đúng không ạ? Thế bây giờ răng mẹ là răng thật thì con sẽ mất cho mẹ 1 triệu, đúng không? Đúng. Rồi con sẽ thề là sẽ không bao giờ chơi cờ bạc nữa, đúng không ạ? Còn nếu mà răng mẹ là răng giả
thì mẹ phải mất cho con cũng chỉ xin 1 triệu thôi, đúng không? Được. Con cứ quay lại cho nó chắc, đúng không ạ? Mà quay cũng khó, tôi biết con cứ live stream luôn này cho mọi người cũng biết để con lưu giữ vào đây. Được nhé. Rồi, anh cứ live stream đi. Đây. Được rồi. Đây nha, quay luôn. Nào, bà há mồm ra nào. Nào, thật thế à giả? Hả? Ô, cái con bà là răng thật à? Tôi đã nói với anh rồi. Thấy chưa? Thôi bây giờ anh cứ thực hiện lời hứa đi. Từ giây giờ đi là bỏ thẳng cái thói cờ bạc. Mẹ thấy không? Đấy. Con rất là tin người. Người ta đồn gì con nghe đấy. Cùng em mất. Thôi, con đành nộp với mẹ 1 triệu. Này, bà xem. Vợ con đuổi ra khỏi nhà còn đúng 1 triệu mấy nghìn như này. Rồi, anh đưa đây. Cái này là bài học để cho anh nhớ đời. Vâng. Nhá, được rồi, tôi sẽ thân chinh đưa anh về nhà. Đứng lên đi về. Vâng, con cảm ơn mẹ. Con cái cái. Con đội ơn mẹ. Trời ơi. Con đội ơn mẹ. Đấy, thế nào? Vợ nhìn kỹ chưa? Vợ xem rõ nội dung chưa? À. Nè, phải công nhận là răng bà ngoại rất là chắc mà lại trắng luôn. Ôi, sao lại chán thế? Sao bà lại giống em thế cơ chứ? Giống cái gì? Thì đấy, giống bởi cái tính là tin người, cho nên là dễ bị lừa. Cũng chỉ vì tin người cho nên là cả cái thanh xuân của tôi nó mới dành cho anh. Thế nên là bây giờ mới dằn ông nỗi này đây. Này này này, đấy không phải là tin người, mà đấy là chủ quan khinh địch nhá. Này, anh nói cho em nghe này. Muốn thắng địch ấy là phải hiểu địch đang nghĩ gì, làm gì thì mình mới thắng được. Đấy là binh pháp, phải nghiên cứu binh pháp nhá. Binh pháp cao tay quá. Thầy cao tay hoan hỉ quá. Thôi được rồi. Được rồi, thầy cứ bình tĩnh vì đâu sẽ có đó. Để gọi điện cho bà đã. Bà nào? Bà nội. Bà nội nào? Bà đẻ ra anh ấy. Rồi ạ. Sao được gọi cho bà nội làm gì? Việc này thì liên quan gì đến bà nội? Rồi sao lại không liên quan? Liên quan quá đi chứ. Chả là thế này. Em với bà cũng có cá cược là nếu mà anh sờ được vào răng của bà ngoại ấy, là bà nội cũng cho em 200 triệu luôn. Cái gì? 200 triệu? Sao nữa? Làm sao mà phải hoảng hốt? Trời ơi. Làm sao? Mất nhiều tiền quá sót chứ gì? Đây nhá. Cho nên là em nói cho anh biết nhá. Anh bỏ ngay cái tính thích cá cược của anh đi. Đây ý, là còn đang gọi là cá cược trong nhà nhá, trong gia đình với nhau lọt sàng nó còn súng nia. Chứ anh ra ngoài xã hội nhá mà anh cứ cá cược thế này á thì á đất đê cũng không có để mà cắm dùi cho vợ con anh ở đâu. Lúc đi hết mình lúc về hết tiền, lúc đi hết mình lúc về hết buồn, lúc dạ. Đi hết mình lúc về hết tiền. Dạ con lạy thầy ạ. Dạ thưa thầy, là thầy có phải là thầy giật không ạ? Vớ vẩn. Tôi là rực. Rực rỡ. Hoành tráng. Thế mà cái thằng ở đầu ở cái đầu ngõ nó lại bảo với con là thầy giật. Muốn xem cái gì? Dạ muốn hỏi thánh về vấn đề tiền bạc. Dạ. Hay là con cái. Nói thầy nhờ thánh phán chưa? Dạ vâng ạ. Dạ con đến đây con gặp thầy ý, là trước tiên con xin thầy 2 chữ bình an. Sau đấy con xin thầy một việc hết sức là quan trọng thầy ạ. Thế có chuyện gì thì trình bày đi, thì tí thì thầy lên điện thầy kêu thánh chỉ cho. Dạ vâng ạ. Dạ thưa với thầy là thế này ạ. Con trông thế này thôi, thế nhưng mà là con hiếm hoi lắm cơ. Con cố mãi con cũng chỉ được có mỗi một thằng con trai. Đấy, giục nó mãi thầy ạ. Thế là Tết vừa rồi ý, may quá cơ, nó dắt về nhà con một con bé. Nó giới thiệu cho nên là ngày hôm nay con đến đây để con nhờ thầy soi ạ. Thầy dùng cái thần nhãn của thầy, thầy soi hộ con xem là cái con bé này nó có cái tướng vượng phu ích tử không. Đây thầy ơi thầy. Đây. Con nói có sách, con mách có chứng luôn. Đây ạ. Dạ thưa với thầy là cái con bé đây. Con có ảnh của nó đây ạ. Dạ con kính thầy ạ. Dạ vâng thầy xem đi ạ. Đấy. Không được rồi. Dạ sao ạ? Con gái con đứa thời nay. Dạ. Cứ bôi phân chát xón cái này. Bôi son chát phấn lên mặt cái này. Thì. Cái mặt thì nhìn
búng ra filler. Mặt này chắc chắn là căng chỉ. À. Nó chắc chắn nó chỉ kém cô vài tuổi thôi. Đây là già nhưng mà đây là nó đây thì đại tu lại từ đầu này, đập đi làm lại này này. Ôi giời tôi chết rồi. Ôi giời ơi, cái tướng này là cái tướng là khắc phu. Con này mà lấy cái con trai cô. Dạ vâng ạ. Thì thằng con nhà cô chỉ ngoài 70 là đứt. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ngoài 70 mà đã đứt rồi hả? Ôi giời ơi, là con ơi là con. Này. Ai chết mà cô hờ giữa nhà tôi này. Ôi thầy ơi, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, tôi con chăm sự, con lạy thầy ạ. Thầy cứu con, thầy nể tình, ngày hôm nay con đến đây, con cúng điện thầy. Thế cho nên là thầy thương con, thôi thì trong con chăm sự, con nhờ thầy, thầy cứu con trai con. Tóm lại là dạ, con muốn cái gì? Dạ thầy ơi thầy, bây giờ thế này, thầy thương con, thầy làm thế nào mà thầy cắt đứt chúng nó cho con. Hả? Không có yêu đương yêu điếc gì hết. Thầy ơi thầy. Bây giờ cô có ý thế nào? Thế này thầy ơi thầy. Con nói để xem thầy có con, xin thánh trên điện giúp được không? Con muốn thầy là thầy làm giúp con một cái bùa không yêu để chia đôi chúng nó cho con. Xưa nay tôi nghe có cái bùa yêu chứ làm gì có cái bùa không yêu. Có đó, thầy thật ơi. Thật ra ấy, là đúng. Dạ. Là có cái loại bùa dạ, mà người ta luyện để dạ, vâng. Không yêu. Dạ vâng có ạ. Thế nhưng mà cái bùa này làm sao hả thầy? Là luyện tốn nhiều công lực lắm. Ôi thầy ơi. Hết 7, 7, 5, 3. Nói chung là nhiều thời gian lắm. Mà phải cái những người mà phải có một cái nội công thâm hậu. Đúng rồi. Thầy này. Dạ được vâng. Thánh chỉ định. Mới làm được. Con hiểu rồi nhưng mà. Mà lại còn rất tốn kém. Dạ vâng con biết thầy ạ. Thế thì cho nên là con nói thật với thầy chứ một bùa chứ có đến 100 bùa nhá, tốn kém bao nhiêu nhá, thậm chí á bán nhà, bán cửa, bán cả ruộng vườn, bán tất tần tật thì con cũng mở lòng con bán hết ạ. À. Dạ vâng ạ con. Lại đi thầy bảo. Dạ vâng ạ. Lại. Ê dạ thôi thầy ơi con già cả rồi thầy tha cho con ạ. Dạ. Vớ vẩn. Tôi bảo cô lại đây để tôi dặn dò những cái gì mình chuẩn bị. Để mình làm lễ dâng thánh. Ôi giời. Cô không làm. Đi về. À dạ không. Về luôn. Con xin lỗi thầy ạ. Con nhầm ạ. Dạ vâng ạ. Dạ con đây ạ. Dạ thầy dặn gì con ạ? Nghe vào đây. Được chưa? Ôi giời ơi. Dạ vâng ạ. Dạ con lạy thầy. Con lạy thầy ạ. Dạ thầy. Dạ. Ơi. Này nhá. Ông cắm điện cho một cái giật chết luôn bây giờ nhá. Ôi, kiểu đâu hả? Giật cái gì? Hả? Cướp giật gì đây mà nói bao nhiêu lần rồi. Tên là rực. Rực rỡ hoành tráng. Cứ quàng quạc quàng quạc. Giật. Ôi trời cơ ta. Dạ con. Xúi quẩy. Con xin lỗi thầy. Có tuổi rồi. Thầy rực rỡ. Lạ nhở. Ủa thế thầy chui từ đâu ra đấy ạ? Này nhá. Nhà ông có hai cửa. Đây là cửa sổ. Ông trèo cửa sổ ông luồn đến đây. Dạ con xin lỗi ạ. Dạ thầy hóa ra là thầy luồn thầy luồn từ kia ra đây. Dạ cái việc mà con nhờ thầy, thầy giúp con, thế mà thầy yêu cầu là con đã thực hiện đúng rồi ạ. Dạ đây ạ. Đây. Đây là cái cốc vàng. Ôi thôi làm khó lắm thầy ạ. Eo ơi phải làm mấy ngày người ta mới đúc được cái cốc như thế này đấy thầy ạ. Đấy. Thầy xem được chưa ạ? Đấy. Đấy. Được chưa hả thầy? Hơi nhẹ. Ôi, thôi, thôi được rồi. Nặng đấy chứ thầy. Nhón tay làm phúc. Dạ vâng ạ. Đi theo ta. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Rồi đấy. Nặng nợ. Con với cái. Khổ thế chứ này. Không thể chịu được. Cô. Làm nhà sao? Này là. Nhà này là nhà thầy. Nhà thầy chứ nhà ai nữa mà hỏi. Mẹ ơi. Làm sao? Con không vào đâu. Mẹ cứ mê tín thế nhỉ? Mẹ mê tín thì làm sao? Mẹ mê tín còn hơn là con ý. Con mê gái. Mẹ. Mà cái cô này nữa. Tôi hỏi cô là cái cốc nước vừa rồi tôi đưa cho cô, tại sao cô không uống mà cô lại để cho con trai tôi uống hả? Cô muốn con tôi chết hả? Hả? Không ạ, cháu chưa kịp uống thì anh ấy đã giằng lại rồi ạ. Mà mẹ ơi. Cái gì? Cái cốc đấy có gì đâu mà con không uống được. Tại sao lại không có cái gì? Anh có biết rằng đấy là nửa gia sản nhà tôi không? Hả? Hả? Cái cốc đấy là nửa tỷ vàng đấy. Con có biết không? Cốc. Ừ, mà cái cô này, cái cô này. Này. Cô xỉa xóa ai vậy hả? Đây là con gái tôi. Đây là bố cháu ạ. Đúng rồi, đây là cháu bố bố nó đấy.
tức là đây là con thầy. Con gái của tôi đấy. Con gái duy nhất của tôi đấy. Thế dạ thưa thầy là con không biết là đấy là con của thầy. Dạ vâng ạ. Nhưng mà tại sao mà cô lại mắng chửi con tôi thế hả? Nhưng mà thầy ơi, đây chính là cái con bé mà hôm nọ đấy thầy bảo là nó có cái tướng sát phu đấy. Đâu đâu? Đây, khổ quá, thầy lại quên rồi. Cô xem cho 100 người thì tôi nhớ được. Cái ảnh này thầy cứ nhìn đi đây, cái ảnh nó mặt nó đấy. Đấy, thầy đã bảo là hai đứa này không lấy được nhau, thầy nhớ không? Đâu, con bé này với con bé này là hai con khác hẳn. Cái này chắc là nó dùng Photoshop lòi ấy này. Ui giời ơi, cái này phải đến 720 độ. À không, có khi là 1360 độ ấy. Dạ. Ui giời ơi, đây này. Dạ. Con bé đấy này mắt híp, con bé tới mắt to này cơ mà. Đấy, con bé này môi dày này, con bé môi thế này cơ mà. Vâng. Ui giời, cằm thì nhọn như là phù thủy. Thôi. Mà con này vai to, vai u thịt bắp mồ hôi dầu. Con bé tôi nó xinh xắn đẹp thế này cơ. Rồi. Thôi được rồi, con thầy xinh đẹp thì thầy giữ lấy. Thế còn đâu là bây giờ thầy cho con xin lại cái cốc của con đi. Thầy lấy cái cốc của con rồi bây giờ hai mẹ con mình đi về. Từ từ. Sao? Bây giờ tức là như tức là không có cưới xin cái gì hết, thầy đã phán rồi. Hai đứa này nó có cái tướng sát phu, con này sát phu, cho nên là không lấy được nhau. Bây giờ từ từ. Hôm nọ là tôi bói nhầm. Bây giờ tôi đồng ý chịu thiệt cho con tôi cưới con bà. Được, tôi cũng đồng ý. Thế nhưng mà tôi cũng có một điều kiện ý, là thầy phải làm cho tôi một cái cốc y chang cái cốc của tôi. Như thế thì nó mới khỏi là tuyệt tình cốc. Chết. Xin 4-5 chỗ rồi mà không chỗ nào nhận anh em mình. Tôi thì bị chê là lùn quá. Ông thì lại bị chê là cao quá. Không biết như thế nào thì mới vừa lòng được thiên hạ đây. Tại sao những người tài năng như anh em mình mà lại không có đất dụng võ chứ? Mà này, bỏ cái chuyện xin việc làm sang một bên đi. Cái việc quan trọng nhất bây giờ ấy. Dạ. Thứ nhất là mình không có việc làm. Ừ. Mà không có việc làm thì đồng nghĩa với việc là không có tiền. Ừ. Mà không có tiền thì đồng nghĩa với việc là lấy tiền đâu mà đóng tiền nhà. Ông biết nợ bao nhiêu tháng rồi không? 3 tháng. Đấy, 3 tháng, bây giờ tháng này nữa là tháng thứ 4, đúng không? Chết. Tôi thề với ông là tôi muôi mặt rồi, không thể xin được nữa. Ngày nào ông chủ nhà cũng qua đòi tiền. Anh em mình mà không kiếm được việc là chết. Nhưng mà thôi. Ngạn ngữ phương Đông đã có câu: We want make to time to come make something. Từ từ, này. Ông nói đơn giản lên đi, ông nói cái gì? Hả? Tóm lại là phải đi tìm việc tiếp thôi. Ngày mai anh em mình lại đi tiếp việc, kiếm việc làm. Không thì không có tiền thì chết. Ê! Thái ơi! Thái! Ra đi nhanh. Gì mà nhanh. Làm sao? Tao vừa nghe xong. Ông chủ chuẩn bị sang đây thu tiền nhà đấy. Thu tiền nhà? Ừ. Chết rồi. Tiền đâu mà đóng tiền nhà mà thu? Nghĩ cách đi. Có cách rồi. Có cách. Cách gì? Chờ tao nghĩ đã. Sao mày bảo mày có cách rồi? Có cách nhưng mày phải nghĩ nó mới có chứ. Thế mày nghĩ nhanh lên. Bình tĩnh nhưng mày nghĩ thôi. Ông bị sao rồi? Chị. Chị. Cách. Gì? Thôi, không phải trình bày nhiều. Chị làm gì có tiền mà cho các chú vay tiền. Không. Suốt ngày nhìn thấy mặt làm thấy đây vay tiền rồi. Không, em không vay tiền chị. Đã sao? Em không nhờ chị giúp về kinh tế nữa, mà giúp về tinh thần. Thế thì chúng lại nhầm. Dạ? Tổn thương về tinh thần là một cái tổn thương quá lớn. Không. Mà không phải lúc nào mình cũng có thể vượt qua được, nhá. Không, cái này nó không tổn thương gì, nó không tổn hại gì đến chị cả. Thế có chuyện gì? Chị mà làm cái này là chị cứu giúp được 2 mạng sống đấy chị ạ. Ui giời ơi, thế à? Vâng. Em với cái thằng Luyện này. Lát nữa là phải nộp tiền nhà chị ạ. Lát nữa mà chú Tí, chú ra, chú thu tiền nhà. Chị nói giúp em là bọn em đi tỉnh mấy hôm với chị nhá. Biết mấy ngay hôm. Mà nhưng mà tại sao tôi lại phải nói dối hộ cho hai chú nhỉ? Hai chú có đi đâu đâu? Hai chú vẫn đang đứng nguyên ở đây. Thôi, chị ơi. Chị. Bọn em chỉ hoãn mấy ngày đóng tiền nhà thôi. Sau cái đấy là bọn em sẽ có tiền mà bọn em sẽ nộp tiền nhà. Đúng. Tôi có quan tâm gì cái chuyện đến đâu. Không, chú phải đi chú trình bày với cả ông Tí chứ. Không. Tôi đóng rồi. Thế đi đâu thì làm gì đi việc của tôi. Tôi lắm chả thân thiết gì mà phải đi nói hộ cho chú làm cái gì cho nó mệt. Em sẽ thôi. Thôi, bây giờ này nha, chị bảo dạ. Này. Muốn chị giúp đúng không? Muốn chứ. Thế thì người ta nói là có qua có lại nó mới toại lòng nhau vì thế nào chứ lệ. Qua lại gì? Thế tôi giúp không? Tôi giúp không à? Thế chị muốn gì? Thôi, mấy ngày nữa thì bọn em mà đi làm, bọn em có tiền thì bọn em sẽ mời chị. Bữa bữa
bữa trà sữa được chưa? Tôi không uống trà sữa. Trà sữa béo lắm. Mà này, không cần trà sữa. Đây nhà cũng có điều kiện, không cần tiền. Thế cần gì ạ? Hôm nào sang bên nhà anh Quyết đại ca xin cho cái số điện thoại nhé. Ôi trời ơi, đơn giản gì? Nhá. Hóa ra là chị lại thích ông Quyết. Biết thế thôi nhá. Chị nhá. Nhớ đấy nhá. Vào. Thật nhiên chui vào trong này. Chui vào hết lại chạy. Thật trường lẻ đến nơi rồi. Đi vào. Thầy ơi. Thầy luyện ấy. Hai cái thằng này hẹn hò một cười thất đi. Tí à. Chú tìm thằng Thái thằng Luyện à? Phải rồi. Chú ơi, cháu thấy thằng Thái thì nó đi Yên Bái mà. Thằng Luyện thì nó đi đâu từ nó đi lên huyện từ sáng. Không hiểu được xin dấu má giấy tờ gì mà. Đi lâu rồi. Thế nó hẹn với chú rõ ràng rồi nhá. Cháu biết rồi. Chú sang giờ này chú lại đi đòi tiền thuê nhà hàng tháng hay gì? Chú cứ yên tâm, hai thằng này nó tử tế đàng hoàng lắm nhá. Nó đi Yên Bái, nó ở huyện nó về là kiểu gì nó mang tiền sang nó gửi chú tận nhà luôn. Chú cứ yên tâm, nó bảo cháu thế mà. Tiền gì? Tiền nhà, chú sang đòi tiền nhà đúng không? Không. Chú sang là chú mời nó đi ăn cơm. Nó hứa hẹn với chú rồi, ba chú cháu là xếp đủ một mâm. Bây giờ nó bỏ như này thì ế có. Ôi trời, ế là ế thế nào? Chú có gọi để cháu chơi. Chú có biết biệt danh của cháu à? Cháu Hương ngồi đây. Cháu sợ luôn nhá. Khám được không? Gì chú? Ba xuất chứ để ba chục xuất cháu cũng sợ được hết. Khẩn trương lên nhá. Vâng. Chú cho qua nhà gọi chú. Vâng. Chú đi nhá. Tự nhiên lại ngư ông đắc lợi đi này. Anh về anh chuẩn bị xiêm mi để tí còn sang sơ cỡ. Tên. Ôi giời ơi. Hóa ra là ông ấy mời đi ăn. Sao mày bảo là đòi tiền nhà hả? Thì theo quán tính tự nhiên thì ông ấy sang tao tưởng là đòi tiền nhà. Ôi giời ơi, tiền ăn đã không có rồi lại còn mất bữa cỗ. Thế cái gì đó? Đi mua mì tôm đi. Tiền đâu mà mua? Ủa. Chai xì dầu vừa mua tháng trước, sao tháng này nó sụt nhanh thế nhỉ? Bà Kiệu. Tôi đây. Ông gọi tôi à? Khổ quá, cái gì đây? Bà ra đây. Có việc gì đấy hả ông? Tại sao cái chai xì dầu này tôi vừa mua nó không cách đây khoảng hơn một tháng thôi, sao lại bây giờ nó lại còn tụt đến 6 vạch thế này là thế nào hả? Tôi có biết được đâu đấy. Bà nấu nướng mà bà không biết là sao? Thôi, khổ quá thì tôi có sợ gì đến cái chai xì dầu của ông đâu. Thì ông quên à? Hôm qua thì tôi mua được cái mớ rau muống ruộng ngon. Ông chả bảo là mang chai xì dầu ra đây ông hưởng một tí làm gì? Tôi nói thế á? Thì ông ăn rồi ông quên nhanh thế. Thì tôi quán triệt luôn nhá. Từ lần sau là vẫn duy trì như mọi khi, nhưng kể cả là tôi có nói thì bà cũng phải giữ quan điểm của bà. Rau dưa các thứ là chỉ chấm muối thôi, tuyệt đối là phải tiết kiệm chứ không hoang phí lãng phí như thế được. Tôi biết rồi. Ủa, đi đâu mà mặc lắm quần lắm áo thế hả? Hả? Mà diện quá đây này. Diện à? Chồng tôi diện à? Mới mua phải không? Này, mua là không được đâu nhá. Không, tiền đâu ra mà mua. Ông có cho tôi đồng nào đâu mà. Đâu, đây là tôi tranh thủ là con Nhi nhà mình nó thải ra nó không mặc. Thế là thôi, tiếc của quá, tôi lấy tôi mặc đấy chứ. Ông cũng nhận ra đầy quần cái áo còn mình đây à? Thế việc gì mà phải mặc thêm cái áo ngoài làm gì? Áo ngoài á? À, áo ngoài này áo bà Xoan hàng xóm bà cho tôi. Khăn đâu ra? Khăn á? Khăn từ năm ngoái. Ông... Tôi không cần biết nhé, là bà ăn mặc như thế nào tôi không quan tâm. Cái quan tâm của tôi ấy là mặc ít quần áo thôi, đỡ phải tốn tiền giặt. Hết sức tiết kiệm, mặc áo thì thôi mặc quần thì thôi mặc áo. Ông bị dở hơi à? Đi đâu đâu, bảo là tôi không mặc quần mặc áo thì tôi cởi chuồng với tôi ngồi tiếp khách à? Xin lỗi, ý của tôi không phải như thế. Ý của tôi là chỉ một áo một quần thôi, không cần phải áo ngoài mới cả khăn khố như thế đâu, lằng nhằng quá. Rồi lạnh đến nặng, nên ông còn phải khoác cái áo vest như thế kia mà ông lại bảo là tôi mặc ít áo để tôi ốm thì tôi lăn quay ra đấy. Bà đừng có mà so bì với tôi nhá. Cái tinh thần tiết kiệm của tôi ý, nhất cái nhà này luôn. Tôi thậm chí là cả cái xóm này không ai bằng tôi đâu. Cái ống quần của tôi nhá, bên này là nó bẩn rồi, mà tôi còn chưa giặt. Ngày mai tôi phải đi chụp ảnh đấy, nhưng mà nó chụp nghiêng. Nhá, chỉ cần bên này sạch là được rồi. Ôi, nhưng mà tôi rét lắm. Cởi cái áo ngoài ra đi. Thôi,
tôi mặc tiếp khách xong rồi tôi cởi. Tôi không có xà phòng để tôi giặt nhá. Bà cứ cởi tạm ra đấy. Lạnh lắm. Mình chả thương tôi cái gì. Châu bò người ta còn chịu được nữa là người. Tôi là châu bò đấy à? Bà cứ cởi, không có nói nhiều. Đấy. Đây. Mà này, cái việc của con Nhi nhà mình ấy. Hôm trước tôi đã quán triệt với ba cái thằng đến để nó tâm tia ấy. Thì ý của bà theo là như thế nào? Đấy, chủ trương của tôi đã nói với bà rồi. Thằng nào tiết kiệm nhất, tôi chọn thằng đấy. Có do run như cầy sấy thế. Tôi rét quá. Rét thì ngồi đây làm gì nữa? Thì bà vào, bà cất ngay cái áo nhá, treo lên. Khăn khố cái thứ cất hết đi nhá, đừng lãng phí như thế. Này, tôi chỉ linh động cho mặc những dịp lễ Tết thôi. Những ngày thường thì không cần nhá, đi vào cất đi. Biết rồi. Cái nhà này hoang phí lắm, cha có tinh thần tiết kiệm gì cả. Thì nghiên cứu trồng cái loại cây khác cho tiết kiệm, những cái này không ổn lắm. Ngày nào cũng phải tưới. Dạ, chúng chào bác ạ. Đúng giờ lắm. Riêng về cái khoản đúng giờ nó là gì? Nó thể hiện cái sự là tiết kiệm thời gian. Chính xác tuyệt đối, ưu điểm đấy. Thôi nhá, tôi không vòng vo nữa. Các cậu cũng đã nghe cái đề bài hôm trước tôi giao cho các cậu rồi. Cậu nào bây giờ mà thể hiện được cái sự tiết kiệm tốt nhất thì tôi sẽ đồng ý cho cậu đấy. Đặt vấn đề đi lại tìm hiểu con Nhi nhà tôi. Thế bây giờ cậu nào xung phong đầu tiên nhỉ? Dạ, cháu ạ, cháu theo đề bài của bác, cháu đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Đốt. Ngày hôm nay đến đây, cháu muốn mang đến đây một ít hoa quả nhập khẩu. Cái gì? Hoa quả nhập khẩu? Vâng. Tức là từ nước ngoài chuyển về. Ồ, thôi nhá. Thứ nhất là rất đắt tiền. Thứ hai là mình cũng không nhìn thấy như thế nào cả. Người ta có bơm, có phun cái gì vào đây không, ăn độc hại chết. Không, thưa bác, cái này nó chỉ nhập khẩu từ vườn vào trong nhà thôi. Ngắn thế thôi à? Vâng, và cái này thì cháu thực sự là nhà cháu cũng vừa thắp hương. Thì các cụ với cả các ông, các bà ăn hết rồi. Thì bây giờ cháu mang sang đây ăn luôn cho nó tiện. Bác nhìn vẫn còn chân hương này. Cứ bình tĩnh nhá. Xem hai cái trường hợp này tiếp theo nó mà không bằng thì là bác sẽ chống cháu. Dạ. Cậu có gì? Cháu thưa bác. Cháu mang sang một ít thức ăn. Cái gì đấy? Dạ đây là khúc cá mà nhà cháu ăn 2 hôm rồi đấy ạ. Tiết kiệm lắm, ăn 2 hôm chỉ để lại phần da thôi. Ăn một ít thịt, cả xương vẫn nguyên. Để cháu mang sang đây ăn nốt buổi chiều ngày hôm nay. Quá xa xỉ nhá. Ai bây giờ lại còn đi ăn cá rán, cháu có biết là để mà thực hiện được cái món này nó phải cầu kỳ lắm không? Nó phải tốn kém biết như thế nào không? Không những nó phải dầu mỡ nhá, mà còn là nếu nhà là cháu dùng điện là phải tốn điện, dùng ga là tốn ga. Đúng không? Xong thì làm sao? Đúng rồi. Đấy nhá. Cái này là bác cũng chưa được ưng ý bằng cái hoa quả kia đâu. Nhá. Cái này là không được đâu. Đối với nhà bác là chỉ ăn cái món cá này vào những dịp lễ Tết thôi. Chứ bình thường ngày thường là bác không ăn nhá. Nó không phù hợp với gia đình bác. Ông còi này đứng đấy làm gì nữa, có cái gì thì mang ra cho nào. Không thắng được tôi đâu. Dạ, cháu chả biết mang theo cái gì ạ. Nhưng mà biết hôm nay sang nhà bác thì cháu mang theo cái cốc. Cốc gì? Dạ, từ hôm qua đến giờ cháu chưa dám uống nước. Biết sang nhà mình thì cho cháu xin cốc nước. Tức là cậu dạ không mang cái gì sang mà lại còn xin nước của nhà tôi. Dạ, cháu... Đúng không? Dạ, cháu... Tuyệt vời. Ha. Cậu mới là người thắng cuộc. Quá tiết kiệm. Vào nhà uống nước với ba. Được. Con. Sao giờ này con xuống đây làm gì? Con xem tivi. Sao lại xem tivi vào giờ này? Muộn lắm rồi, đi ngủ đi con. Thế mẹ đâu? Con không biết. Lạ thật đấy nhở, để bố gọi mẹ xuống xem nào. Mình ơi. Sao đây anh? Mấy giờ rồi mà con ngồi xuống đây xem tivi là thế nào hả? Rồi kệ nó, cho nó xem tí thì làm sao. Xem gì đấy con? Trời ơi. Thế từ trước cái này là anh mà cứ như hình khách ở nhà này ấy nhở. Thế nào cả 12 giờ nó mới đi ngủ, khổ quá nữa. Mà anh buồn ngủ thì đi lên ngủ trước đi, tí hai mẹ con lên sau. Anh cũng chịu em thật đấy. Từ ngày mai là anh muốn là con cứ phải 10 giờ nó phải đi ngủ rồi. Nhiều quá nữa. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Rồi ấy, cái kết quả dạy con như thế này ấy, em sẽ được nhận sớm thôi. Rồi để xem là con nó có hư hay không. Bơm chết nữa. Cứ thử xem là có đứa nào bằng được nó không.
Này, 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 đây, ngồi đây đây. Chưa, để ngủ chưa? Chị xem một tí nữa thôi nhá. 12 giờ phải lên đi ngủ nhớ chưa? Nên ngày mai mẹ gọi dậy là phải dậy luôn nhớ chưa? Nào, thôi mở mắt ra mẹ yêu nè, mở mắt ra. Mở mắt ra nào. Dồi ôi, đã bảo đi ngủ sớm đi. Nè, ngồi đây. Ừ, dồi ôi. À, mở mắt ra xem nào. Ngáp ngáp cái gì? Nào, tỉnh chưa? Từ ngày mai bảo đi ngủ sớm nhá, không có bụng mắng mẹ đấy, nhớ chưa? Nhớ nhá. Thế ngồi đây thì mẹ vào mẹ nấu nhá. Thế mẹ vào mẹ nấu mì nhá. Sớm cả. Rồi. Nấu mì nhá. Ơi, tụi tưng của tôi mà hôm nay cũng biết đói à? Thế bây giờ ăn đi mẹ đút, thế mẹ đút cho nhanh nhá. Mẹ đút nha, mẹ đút cho đỡ nóng, nóng lắm. Nào, nào, cảm ơn. Nào, nào. Mẹ nấu rồi lại không ăn à? Nào. À, thế bây giờ, ăn đi cho mượn nhá. Chờ một tí nữa nhá, không có bố xuống bố mắng đấy nhá. Ghét lắm đấy nhá. Nào, một, ui trời ơi, cắn ra không nóng, ấy, đúng rồi, cắn ra, thế. Nước. À, nước à, ở đây. Ôi, nước. Sao phải bảo là cho con uống nước nhớ chưa? Nào, nước nào, trời ơi, ui trời ơi, nào, mì nào. Mới ăn được có mấy miếng thôi, ăn một tí nữa thôi. Mẹ bắt đầu cáu rồi đấy nhá. Thế bây giờ là ăn gì? Cháo. Một lần này nữa thôi đấy nhá. Bây giờ mẹ vào làm cháo mà không ăn á là mẹ đính đít đi nhớ chưa? Chiều nhá. Xong hết chưa con? Ừ. Ê, sao lại mì vẫn còn nguyên thế này? Sao không ăn nó trương hết lên thế này? Đến giờ đi học rồi bố phải đi làm bây giờ nhá. Thôi thôi không chơi điện thoại nữa, đưa đây chú xem nào. Không. Con buồn cười thật đấy nhở, thế mẹ đâu rồi? Mẹ đang nấu cháo cho con. Sao lại đã ăn mì rồi, lại bây giờ còn nấu cháo nữa là như thế nào? Hả? Mình ơi! Ôi, quan trọng gì, nó không ăn cái này thì cho nó ăn cái khác, không làm sao mà. Cùng là một miếng ăn, con nó thích ăn cái gì thì mình cho nó ăn cái đấy có sao đâu. Có phải đi mua đi bán gì đâu, ở nhà có sẵn em chỉ mất công làm một tí thôi chả sao cả. Em không thể chiều con vô lối như thế được. Nhà có mỗi mụn con như này không chiều con thì chiều ai? Chết nữa mà cùng một miếng ăn có gì đâu. Từ từ cho con nó ăn nữa nào. Nào ăn đi mẹ yêu nào. Thôi 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 thôi. Bây giờ anh đi làm, tí nữa con cái đến trường như thế nào đấy là việc của em. Ôi thôi khổ quá nữa, không thích thì anh cứ đi làm đi rồi tí em tự đưa con đi. Chết. Đấy thấy chưa? Mẹ đã bảo rồi, không ăn nhanh là bố mắng đấy. Làm nhanh lên, để mẹ con đưa đi học nào. Trời ơi. Dạ. Gọi bố là mẹ mệt quá. Không, mẹ tự gọi đi, con đang xem. Rót cho mẹ cốc nước hay mẹ chóng mặt quá. Mẹ tự lấy đi, con đang xem dở mà. Mẹ mệt quá, gọi bố cho mẹ đi, mẹ khó chịu quá. Nhưng mà con đang xem dở. Úi dồi ôi, đúng là mẹ nào con đấy thì mấy giờ rồi mà còn nằm đắp chăn ngủ ở đây, cũng đi dậy mà chợ búa cơm nước đi chứ, sáng bảnh mắt ra rồi. Anh ơi. Sao đấy? Em mệt quá, khó chịu quá. Ôi trời. Mẹ bị sốt thế này, sao không lên nhà gọi bố, hả? Con đang xem mà. Xem cái gì? Đưa cái điều khiển này cho bố. Đấy. Con đã nhìn thấy chưa? Con có biết tại sao mẹ lại ốm như thế này không? Là bởi vì mẹ phải đáp ứng tất cả những cái đòi hỏi, những cái yêu cầu, yêu sách của con muốn cái gì là được. Chính vì thế mà mẹ đã bị kiệt sức. Mẹ là bị suy nhược cơ thể. Con phải nhớ, từ bây giờ trở đi là con không được phép như thế nữa.
bố mẹ nói gì là con phải nghe, bố mẹ dặn gì là con phải nhớ, chứ con không thể đòi hỏi là muốn cái gì là cũng phải được. Thôi, đã mệt thì chớ nói nhiều thế, đừng có trách con nữa. Đấy. Con nó bé nó biết cái gì. Còn cả em nữa, em ra nông nỗi như thế này là vì sao? Em phải biết chứ, em cứ chiều con như thế thì đến bao giờ nó mới lớn được. Thôi, bây giờ bố ra lấy xe, rồi bố con mình đưa mẹ vào viện khám nhé. Xin lỗi mẹ. Ê Huy ơi. Ê Huy. Giời. Ê Huy. Anh biết rồi, mày định bảo rằng điện thoại của anh đâu, tại sao sáng nay em điện thoại cho anh mãi không được. Mày định nói thế đúng không? Anh hẹn nói kiểu gì ấy? Hôm qua hẹn 4 rưỡi dậy gọi đi tập thể dục, thế mà gọi mãi không được. Bởi vì anh biết rằng là với chỉ số IQ của chú là sẽ có thể tìm được anh ở đây. Nên anh cần gì phải mang theo điện thoại. Đấy ạ, hẹn hò 4 rưỡi đi tập thể dục. Thế thì em dậy em vào nhà anh gọi. Gọi người không thấy người đâu mà cứ thấy chó sủa gâu gâu là thế nào. Nó đang nói cho mày biết là anh ở đâu đấy. Thằng này giỏi nhỉ, mày biết được cả tiếng chó đấy. Sao? Mà thôi, tóm lại thế là anh thua cuộc rồi. Anh bảo em là 4 rưỡi gọi anh đi tập thể dục. Ờ. Nếu mà anh thua là anh mời em đi ăn cháo lòng. Thế bây giờ anh thua rồi. Chưa, này. Chú hơi nhầm đấy nhá. Bây giờ anh nói cho chú biết, tất cả những cái việc mà chú định làm, cũng như là cái việc anh không cầm điện thoại, là đều có trong tính toán của anh hết nhá. Sự suy luận của anh đã chuẩn bị trước tất cả những điều đấy, kể cả cái việc cáu giận của mày khi đến đây luôn. Mày... điều. Sao điều? Thế bây giờ bước tiếp theo anh biết là em định rủ anh làm gì không? Mày định rủ anh rằng là anh ơi đi tập thể dục làm gì cho nó to tay, mệt óc ra, bây giờ hai anh em chúng mình ra hàng cháo lòng làm mấy ly cay cay cho nó vào đời, đúng không? Sao anh biết? Đấy, cái gì mà tao chả biết. Điều, ngày nào... Em chả rủ anh đi ăn cháo lòng nên anh biết đúng không? Lại nghĩ thế chứ gì? Sao thằng cha này nó biết nhỉ? Sao thằng cha này nó biết nhỉ? Ôi. Đừng bao giờ gọi anh bằng thằng nhé. Anh đi guốc trong bụng mày rồi. Điều, hôm nay anh đi giày mà đi guốc trong bụng em bao giờ? Thằng này. Ừ thì cứ coi như là anh đi giày ở trong bụng mày. Nhưng mà đi giày ở trong bụng tức là hiểu hết những cái suy nghĩ, những cái hành động, những cái mà mày sắp sửa nói ra. Bởi vì anh có sự suy luận. Mà muốn suy luận được, mày phải dùng những cái này. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì nhỉ? anh có khả năng đặc biệt đấy ạ. Tất nhiên. Đừng cười. Đừng cười, bởi vì cười thế thôi mà nước mắt đang chảy vào trong đấy. Con bồ mày vừa bỏ đúng không? Sao anh biết ạ? Cái gì mà anh chẳng biết? Hôm qua lúc đi nhậu với anh về, thế là chia tay em anh ạ. Đêm hôm qua em ngủ với thằng Hùng, em còn nằm mơ thấy nó. Hôm qua em đã nằm mơ hôn nó một cái, hóa ra hôn nhầm. Sáng ra thằng Hùng cười thầm, thôi qua mày đã hôn nhầm mông tao. Đau anh ạ. Đau là bởi vì sau cái bữa nhậu với anh về, con người yêu mày nó đã chỉ thẳng vào mặt mày, nó nói cút đi, rồi nó véo tai và nó tát mày một phát, sau đó nó quay đi. Thậm chí nó không đi dép. Lúc đấy nó mặc cái áo trắng của hình con chó. Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Đấy, tao biết ngay mà. Ngày xưa nó bảo là nó dành tình yêu cho em to lớn bằng trời. Nhưng yêu nhau rồi, xong mai sau em tìm hiểu ra em mới biết con này tính nó lại coi trời bằng vung anh ạ. Thôi đừng khóc nữa. Mọi việc đều có cách giải quyết. Anh đã nhìn thấy được trước tương lai rồi. Chú đừng lo. Anh giải quyết giúp em đi. Nhưng mà ở đây khó giải quyết lắm. Bây giờ ở đâu ạ? Phải ra quán nhậu cơ. Lão này lại bắt mình giả tiền. Biết ngay mà, lão này lại muốn mình giả tiền rồi. May mà nghĩ thế thì nó bỏ mày là đúng em ạ. Này, ôi giời ơi, miễn là anh quyết rồi, miễn là anh bảo là trời. Ngồi đi, ngồi đi. Ăn sáng xong lại trong kế hoạch ý. Là không uống cà phê. Đúng không? Thông minh đấy. Nhưng mà cũng thường thôi.
Thưa cái gì? Anh bảo là anh đi guốc trong bụng em. Đi hẳn dày luôn. Cái gì anh cũng biết. Điều. Điều cái gì? Con người yêu em ấy, nó kể cho anh nghe về cái chuyện chia tay rồi. Thì anh mới biết. Chú đúng là thiền cận. Nhá, cái bữa này có thể sẵn sàng anh trả tiền, nhưng mà anh phải cho chú tâm phục khẩu phục. Anh không đoán cái thứ bên ngoài nữa. Nhá. Anh đoán cái gì? Anh đoán hẳn cái thứ bên trong. Anh đoán hộ em gái, anh đoán hộ em gái, anh đoán đi. Cái underwear của mày màu đỏ. Đúng rồi. Sao anh biết? Cái này nhá, đến người yêu mày còn không biết. Bố mẹ mày sáng nay ngủ dậy cũng không biết là mày mặc màu gì. Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Tâm phục chưa? Tâm phục. Khẩu phục chưa? Khẩu phục. Ừ, tốt, anh về đấy. Tại sao anh biết? Bởi vì từ sáng đến giờ, từ chỗ tập thể dục cho đến chỗ ăn sáng, mày cứ mặc quần rách thế ai được biết.